Kính thưa bà con mình, hôm nay trong cái lúc mà tôi đi tìm những cái chuyện mà xạo, chuyện không tưởng, chuyện những anh hùng, chuyện tùm lum báo đáp của sách vở Cộng sản thì tôi tìm được một bài nói về ông Tạ Đình Đề. Mà nói về ông Tạ Đình Đề này thì có lẽ trong số bà con ở đây đa số là đã biết. Nó đã có trong sách để dạy thiếu nhi hồi xưa là tôi đã thấy trong những bài học của mấy đứa em nói về nhân vật này. Ông nằm trên măng xối, ông lãnh nhiệm vụ nào của ai đó không biết, ông tới ông ám sát ông Hồ, mà ông Hồ ông là người cõi trên mà ông biết hết, ông biết ông nội này nằm trên măng xối để ám sát, rồi ông kêu người cần vụ lấy thêm cái chén đôi đũa, rồi kêu ông này xuống ăn, rồi ông này ông sợ quá ông xuống, rồi cái từ đó về sau cái ông đi theo ông Hồ luôn. Và để coi mình nhân vật này là ai và làm cái gì, rồi câu chuyện mà ông nằm trên măng xối có thật hay không, thì theo cái tài liệu của ông tác giả Lê Xuân Nhuận mà tôi đã tìm thấy trên trang web, bây giờ tôi lấy xuống tôi đọc cho bà con mình nghe. Và ít nhiều gì thì mình cũng tìm hiểu về nhân vật huyền thoại này, coi câu chuyện nó ra sao. Và tôi cũng chưa có đọc nữa, bây giờ mình bắt đầu à. Tôi đọc rồi bà con mình nghe, rồi tôi hiểu luôn. Tạ Đình Đề của tác giả Lê Xuân Nhuận. Có thể nói không có cán bộ đảng viên, bộ đội hay thường dân nào sống dưới chế độ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa mà không nghe tên của Tạ Đình Đề, một nhân vật phi thường của Cộng sản Việt Nam. Họ Tạ phi thường ở điểm không ai biết gã ta là đảng viên cấp nào, mà ngay đến uy quyền của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng còn bị gã ta coi khinh, phi thường. Ở điểm là gã ta đã đi vào truyền thuyết huyền thoại nhân dân. Theo huyền thoại ấy thì gã ta là một con người đại tài, chỉ thua Hồ Chí Minh, có một bậc mà thôi. Và phi thường ở điểm gã ta đã được toàn đảng, toàn quân, toàn dân, ngoại trừ một ít phần tử lãnh đạo trung ương đảng, sau khi Hồ Chí Minh chết rồi, yêu thương, kính trọng và bênh vực tận tình. Không ai biết, và cũng không ai nghĩ đến việc tìm hiểu xem Tạ Đình Đề là con cái nhà ai, quê quán ở đâu, thuở nhỏ như thế nào, hiện có vợ con thân thích gì không. Tạ Đình Đề là một con người không có quá khứ rõ ràng. Sự xuất hiện và hiện hữu của gã ta chỉ thình lình khởi đầu bằng một cuộc đấu trí công khai mà bí mật giữa hai nhân vật nửa hiện thực nửa hư cấu của Cộng sản Việt Nam, Hồ Chí Minh và Tạ Đình Đề. Dạo ấy, sau Hiệp định Genève 1954, tình hình Việt Nam đổi khác rõ ràng. Sông Bến Hải ở vị tuyến thứ 17 trở thành vị tuyến ngang đôi hai miền. Ở miền Bắc thì Cộng sản dời Trung ương Đảng và bộ máy nhà nước từ rừng sâu về Hà Nội, trong khi ở miền Nam thì phe quốc gia đặt thủ đô tại Sài Gòn. Hồ Chí Minh vừa là chủ tịch đảng, vừa là chủ tịch nước, chiếm ngự phủ chủ tịch là việc đương nhiên, và lẽ dĩ nhiên chỗ làm việc và chỗ ở của Hồ Chí Minh được nhiều cán bộ an ninh bảo vệ từ lớp trong ra lớp ngoài. Cộng sản Việt Nam có một thành phố lớn, cố đô Thăng Long, để làm thủ đô, hầu hãnh diện với hoàn cầu. Thành quả ấy không phải chỉ là do công của Cộng sản Việt Nam, do chúng bịp bợm cướp quyền lãnh đạo đồng bào yêu nước, mà còn là của cả khối Cộng sản quốc tế, chủ chốt là Liên bang Xô Viết và Cộng sản Trung Hoa. Nhìn qua thế giới tự do, Cộng sản thấy rõ vai trò của Pháp đã được Hoa Kỳ thay thế, nhưng chúng cố ý bưng bít không cho dân dân hiểu được sự khác biệt giữa Pháp và Hoa Kỳ. Pháp thì vẫn còn nuôi mộng tái lập nền đô hộ tại cựu thuộc địa Việt Nam, trong lúc Hoa Kỳ giúp cho mọi nước nhược tiểu, trong đó có Việt Nam thoát ra khỏi ách nô lệ của cả đế quốc Tư Bản lẫn Liên Xô. Cộng sản lợi dụng tinh thần ái quốc của toàn dân, vốn căm thù ngoại nhân xâm lăng, để lèo lái mọi người tiếp tục bước vào cuộc kháng chiến hai chống Mỹ. Và chúng cũng thừa biết rõ khả năng to lớn của Hoa Kỳ, đặc biệt về mặt tình báo,
mà cơ quan được xem là chủ mưu mọi cuộc chính biến khắp nơi trên thế giới là CIA, thì từ người già cho đến trẻ con đều được Cộng sản Việt Nam tuyên truyền huấn luyện để đề phòng khám phá và triệt tiêu. Chính từ bối cảnh lịch sử đó mà nhân vật Tạ Đình Đề xuất hiện hay được cấu thành. Vào một buổi trưa đẹp trời kia, không nắng rát nóng bức, cũng không bão táp lạnh cống như khí hậu tại miền Bắc vẫn thường thay đổi luôn. Hồ Chí Minh gặp được một hôm ít việc, rời phòng giấy về phòng ăn sớm hơn mọi ngày. Một trong bốn tay hầu cận mà bác đặt tên cho là kháng chiến thành công vội vàng chạy lên chạy xuống, bưng dọn và chầu trực cho bác dùng cơm trưa. Thịnh lình Hồ Chí Minh hất hàm, cho bác xin thêm một cái bát và một đôi đũa nữa. Thỉnh thoảng Hồ Chí Minh có đãi cơm người này kẻ kia, nhưng thường thì bác có báo cho các cần vụ biết trước để tiện chuẩn bị sẵn sàng. Lần này thì tay hầu cận ngạc nhiên. Thưa bác, hôm nay bác có khách à? Hồ Chí Minh gật gật đầu ra vẻ khoái chí. Hè hè hè, có chữ. Tay hầu cận cảm thấy có cái gì khác thường. Nếu bác không dặn ở nhà, dù quên hay cố ý, thì các đồng chí ở trên văn phòng cũng vẫn báo tin cho dưới bếp biết. Mỗi khi thấy có khách nào từ xa đến thăm, mà chuyện trò mãi đến gần giờ tạm nghỉ trưa, để họ chuẩn bị làm tốt nhiệm vụ. Nếu bác bất thần mời khách ăn cơm, vốn bác thường nói chuyện này chuyện nọ với các tay hầu cận trong lúc chỉ riêng có bác với bọn họ mà thôi, nên bọn họ đã có thói quen trong tình đồng chí bác cháu với nhau đề cập với bác bất cứ vấn đề gì. Tay hầu cận đem bát đũa lên hỏi thêm, thưa bác, khách hôm nay là ai, sao chưa tới nơi? Hồ Chí Minh nhìn thẳng vào mắt tay hầu cận tủm tỉm cười. Hè hè, khách đã đến từ lâu rồi mà các chú không biết nên không đón tiếp mời vào đấy thôi. Gã cán bộ thân tín ngơ ngác nhìn bác, chưa hiểu ý bác nói gì. Hồ Chí Minh cũng thường nói đùa với các đồng chí xung quanh, nhưng lần này thì đã bảo đem thêm bát đũa lên, và bác vẫn chưa bắt đầu ăn, thì rõ ràng là bác còn đợi người khách ấy mà. Nhưng tay hầu cận thì đã chạy ra chạy vào, dọc trước ngó sau, dụi mắt nhiều lần, xong có thấy ai đâu mà bác bảo là khách đã đến từ lâu rồi. Hiểu rõ ý nghĩa và tâm trạng của gã, đồng chí phục vụ mình, Hồ Chí Minh quay đầu hướng mắt về phía buồng ngủ, nói lớn tiếng, xin mời anh Tạ Đình Đề vào ăn cơm trưa với tôi. Tay hầu cận ngạc nhiên vô cùng, cái tên mới nghe lần đầu mà theo hướng nhìn của Hồ Chí Minh thì người ấy đang có mặt ở phía buồng ngủ của bác, song không phải ở trong phòng mà là ở trên mái nhà. Tay hầu cận trực phiên hôm ấy, dù là kháng là chiến là thành hay là công, cũng bỗng cảm thấy lạnh toát cả người. Hầu cận mà lo cho bác mọi mặt về cá nhân bác, nhất là an ninh, tức là mạng sống của bác, cứ như thái độ cử chỉ và lời nói của Hồ Chí Minh vừa rồi, thì quả thật có một tên Tạ Đình Đề nào đó đã lọt được vào bên trong khu vực cấm địa này rồi. Nhìn thấy viên hầu cận tái mét mặt và bắt đầu run sợ vì đã không chu toàn trách nhiệm của mình, bác nhỏ nhẹ nói, người này tài tình lắm, các chú không đối phó nổi đâu, để bác lo cho. Xong Hồ Chí Minh quay đầu và hướng mắt về phía nhà bếp, phía trên mái bếp nói lớn tiếng, tôi mời anh vào phòng ăn, sao anh lại chuyển sang nóc nhà bếp? Giọng nói của bác đầy trách móc nhưng thân mật, vừa kể cả vừa tha thứ. Bác vẫn ngồi yên trên bàn ăn, trong phòng ăn, dù phòng ăn có hai cửa ra vào và hai cửa sổ, nhưng trần phòng và các bức tường che khuất các phòng khác, làm sao mà bác thấy được người nào ở trên nóc bếp, mái nhà. Tay hầu cận ý thức rõ nhiệm vụ của mình, theo phản xạ tự nhiên, vừa rút súng lục ra khỏi bao, vừa chạy đến cầm ống nghe của máy điện thoại, định gọi báo động thì Hồ Chí Minh đã ra hiệu gác máy cất súng. Tay hầu cận tuân theo nhưng vẫn ở trong tư thế sẵn sàng ra tay. Gã ta vừa vẫn tay lắng nghe động tĩnh bên ngoài, vừa chú mục nhìn bác. Hồ Chí Minh vẫn bình tĩnh ngồi yên trên ghế và từ từ xoay nửa người cùng hướng mắt về phía phòng khách. Vừa nhìn xuyên qua mái đúc vách xây vừa dõng dạc nói, đấy, anh lại phi thân đến bên trên phòng khách rồi. Tôi thành thật khen anh đại tài. Trung tâm sinh hoạt của tôi được canh gác kỹ lưỡng, trụ sở gồm nhiều khu dãy tầng phòng. Thế mà anh đã lọt được vào rồi, ngay giữa ban ngày, và mãi cho đến phút này vẫn chưa bị lộ.
Nhưng anh không qua mặt tôi được đâu, tôi đã thấy hết hành tung của anh rồi. Tay Hầu Cận càng cảm thấy ớn lạnh khắp người. Gã ta tuy là cần vụ, nhưng mà là cần vụ ngoại hạng, vì phục vụ bác là một nấc thang cao nhất trong giới cần vụ. Có dịp gần gũi, nghe biết nhiều điều bí mật về đảng và bác, gã ta đã nghe được chuyện một số văn nghệ sĩ có khuynh hướng thân nhóm nhân văn giai phẩm phê bình Đông Kỳ Số, tức Don Quixote, nhân vật chính trong tác phẩm nổi tiếng của Cervantes, khuôn mẫu của A.Q. chính truyện, và Chí Phèo là một loại anh hùng Rome, điển hình của thế giới loài người mà bác thì trong những lúc nói chuyện cũng như trong cuốn tiểu sử mà bác tự viết để tự đề cao mình, thì lại tôn vinh trong kỳ sốt là hiệp sĩ. Tay Hầu Cận bỗng thoáng có một ý nghĩ bất thường. Phải chăng lâu nay bác vẫn có mặc cảm còn thua kém hiệp sĩ trong kỳ sốt ở mặt nào đó, dòng nén và căng thẳng mãi, nên đến hôm nay thì đã lên cơn? Hoặc là bác tưởng tượng ra một nhân vật xuất quỷ nhập thần để đấu tài với bác, và để bác tự cho mình thắng, cũng như hiệp sĩ của bác, cứ mỗi lần bị người ta lệnh cho một trận nhừ tử thì lại triết lý trong óc rằng mày đánh tao tức là mày đánh cha mày đấy, rồi tự thỏa mãn với cái ý nghĩ đinh ninh rằng cha của kẻ thù đã bị đánh nhừ đòn rồi, hoặc là bác đã gây nên quá nhiều chết chóc oan kiên cho người vô tội, nên vong hồn của kẻ bạc mệnh nào đó đã hiện hình thành ma quỷ, hôm nay bắt đầu xâm nhập quấy rối thần kinh não bộ của con cáo hồ ly tinh này chăng? Nghĩ đến đó, nước mắt tự nhiên ứa trào ra hai khóe mắt của Tay Hầu Cận. Gã ta thương bác thì nhiều, nhưng cái thương ấy chỉ là thương hại mà thôi. Còn thì gã ta tự thương thân mình nhiều hơn. Vì bác mà điên thì rất có thể là bác sẽ giết chết gã ta trong nháy mắt. Tất nhiên là do ma lực xui khiến của yêu quỷ mà thôi. Và như thế thì thật là oan uổng vô cùng. Cho một kiếp người tận tụy hy sinh vì bác vì đảng từ bao lâu nay. Thế nhưng, kìa, một gã tráng niên khỏe mạnh, nhanh nhẹn, đã bỗng nhảy xoạt một cái từ trên mái lầu xuống sân rồi lẹ làng phóng ngay vào trong phòng khách, xông tuốt vào trong phòng ăn, đứng ngay trước mặt Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hành động của vị khách lạ thoăn thoắt như mấy, Tay Hầu Cận chỉ có đứng sững mà nhìn chứ không còn biết phản ứng ra sao. Hồ Chí Minh và vị khách trẻ yên lặng nhìn nhau, vừa nhận diện vừa quan sát đánh giá bản lĩnh của nhau, và Hầu lên tiếng trước. Chào anh ta Định Đề, trông anh già dặn hơn trước nhiều, song có phần gầy đen hơn lúc mới ra trường. Vị khách trong bộ đồng phục phổ quát của một đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam nghiêng đầu chào bác và bắt đầu bằng một câu hỏi. Chủ tịch Hồ Chí Minh có nghĩ rằng nếu tôi muốn thì dù chủ tịch có báo động và huy động toàn lực bảo vệ để truy bắt tôi vẫn có thể thoát khỏi nơi đây và lẫn vào bí mật lại như thường được không? Hồ Chí Minh không trả lời thẳng vào câu hỏi ấy, mà lại đặt lại một câu hỏi khác. Anh Đề có nghĩ rằng tuy anh đứng trước mặt tôi, nhưng anh có muốn thì anh cũng không thể nào động vào người tôi được không? Hai người không ai trả lời ai, rồi Hồ Chí Minh đứng dậy. Rồi cả hai bước đến gần nhau, ôm nhau hôn, hôn bên này, hôn bên kia, theo kiểu cộng sản. Họ rời nhau ra, nhìn nhau cười với nhau thật tươi. Hồ Chí Minh chỉ ghế, mời Tạ Đình Đề ngồi xuống, bên bàn ăn. Tạ Đình Đề không ngồi liền, đứng thẳng người, chắp hai tay trước bụng lễ phép nói. Thưa bác, trước hết tôi xin bày tỏ lòng khâm phục của tôi đối với bác. Tôi xin nói ngay là kể từ giờ phút đầu tiên mà bác phát hiện ra tôi, tôi đã thấy ngay là bác cao tài hơn tôi. Đến khi vào đây đứng trước mặt bác, tự nhiên tôi thấy có một sức mạnh vô hình nào đó từ đáy lòng mình thúc đẩy tôi phải đổi hẳn từ thế thù nghịch sang niềm kính yêu. Vậy tôi quyết định chấm dứt công tác của địch giao cho, và xin đặt mình dưới quyền sử dụng của bác kể từ hôm nay. Hồ Chí Minh gật đầu vỗ vai Tạ Đình Đề, ấn gã ta ngồi xuống ghế. Tôi hiểu, tôi tin anh, và tôi nhận anh là đồng chí của tôi. Tạ Đình Đề trút trong người ra một khẩu súng lục tí hon có gắn một ống hạm thanh, tháo những viên đạn có đầu sơn đỏ ra, cùng với một ống dòm, một bản đồ dinh chủ tịch, một cục thạch âm, để dùng với máy vô tuyến truyền tin, một số giấy tờ tùy thân của cán bộ cao cấp, một số bạc giấy vân vân, trao cho viên Hầu Cận. Xong, gã ta thò tay vào miệng, móc ra từ trong kẽ răng một viên thuốc độc,
đặt lên thành mâm trước mặt Hồ Chí Minh. Bác nói, thôi, bây giờ chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Sau đây là tóm lược đại ý nội dung câu chuyện của Tạ Đình Đề. Tạ Đình Đề được Cơ quan Tình báo Trung ương của Hoa Kỳ, CIA tuyển mộ sau nhiều giai đoạn điều tra thử thách cam go. CIA đưa Tạ Đình Đề đến thụ huấn tại một trung tâm đào tạo điệp viên, tại một nơi bí mật thuộc lãnh thổ Hoa Kỳ. Chương trình học tập bao gồm những gì mà những ai có đọc truyện trinh thám gián điệp đều đã biết, hoặc có thể tưởng tượng thêm. Điều đáng nói là khóa huấn luyện của Tạ Đình Đề chỉ dành riêng cho bốn người mà CIA cho là xuất sắc nhất, gồm có Tạ Đình Đề của Việt Nam, Giang Thanh của Trung Hoa, là người sau này làm vợ bé của Mao Trạch Đông và là ủy viên trung ương của Đảng Cộng sản Trung Hoa, và hai người khác mà Tạ Đình Đề nói là không thể biết tên, cũng như không thể mô tả hình dáng, chỉ trừ khi nào gặp lại thì chắc chắn gã ta sẽ nhận ra ngay. Điều quan trọng hơn hết là hai người kia thì Tạ Đình Đề tin chắc, do khả năng tìm hiểu cũng như giác quan thứ sáu của mình, là cũng được CIA giao phó nhiệm vụ đặc biệt, nhắm vào Việt Nam hoặc là sát hại Hồ Chí Minh, hoặc là trường kỳ mai phục lèo lái ngầm trong nội bộ đảng, để thay đổi hẳn đường lối chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam sau này. Mỗi người hoạt động theo một đường dây riêng. Tạ Đình Đề kết luận là gã ta đã lợi dụng những tài liệu học tập và nghiên cứu tham khảo dồi dào, không bị cắt xén của cơ quan CIA, kể cả một số báo cáo của các điệp viên khác liên quan đến con người của Hồ Chí Minh, để phát họa ra trong óc một Hồ Chí Minh khác hẳn với con người mà phe chống cộng nhận định. Do đó gã ta đã chọn cho mình một giải pháp dứt khoát, đợi cho đến khi giáp mặt Hồ Chí Minh, gã ta sẽ đích thân trực tiếp đánh giá con người thật của họ Hồ, và sẽ hoặc là cho tay trừ khử hoặc là... Tạ Đình Đề quay lại nhìn tay Hầu Cận. Không phải bị trừ khử đâu, mà là tham gia cùng tôi để trừ khử những kẻ thù của nhân dân tiến bộ. Vâng, bác quả thật là một lãnh tụ đại tài, xứng đáng là cấp lãnh đạo của tôi từ nay cho đến trọn đời. Từ đó Tạ Đình Đề nghiễm nhiên trở thành vệ sĩ kiêm cố vấn cho Hồ Chí Minh, ít nhất thì cũng là trong lĩnh vực phản gián, đối phó với các âm mưu kế hoạch của Hoa Kỳ qua các hoạt động của cơ quan tình báo CIA. Tạ Đình Đề không ngừng chứng tỏ cho mọi cán bộ trung ương đảng thấy rõ tài năng xuất chúng của mình. Tạ Đình Đề bắn súng đại tài. Riêng về biệt tài này, có một lần, ngay trong buổi họp của Bộ Chính trị Trung ương đảng, gã ta đã chớp nhoáng trút súng bắn tắt đống lửa ở đầu điếu thuốc mà Võ Nguyên Giáp ngồi ở dãy bàn bên kia đang ngậm hút trên môi. Thường thì mỗi khi có ai làm gì sai trái, dù là nhỏ nhặt, Hồ Chí Minh cũng quở trách. Nhưng với việc làm lộng hành này của Tạ Đình Đề thì Hồ Chí Minh chỉ cười xòa, lại còn khen là giỏi, khiến không khỏi gây bất mãn trong lòng một số người. Có một lần khác, bác và các tay đầu não của Đảng Cộng sản Việt Nam đang dự xem một cuộc trình diễn trên sân khấu. Dự chừng có một nữ diễn viên vừa mới bước ra, chưa kịp nói xong câu nói đầu tiên của vai trò mình, thì Tạ Đình Đề đã đứng vụt dậy trút súng bắn một phát. Người nữ nghệ sĩ chết ngay tức thì. Tạ Đình Đề liền dẫn Hồ Chí Minh có các bí thư trung ương đảng cùng theo bước lên sân khấu. Tạ Đình Đề khám xét trong người tử thi, lấy ra một khẩu súng lục tí hon và một cục thạch anh giấu trong nịch vú, đưa ra cho bác xem. Tiếp theo Tạ Đình Đề cởi tuột quần của người xấu số, kéo giãn hai chân ra, chỉ cho bác thấy một cái vết chạm trên hán cô ta. Rồi gã ta lấy trong túi ra một con dao nhỏ, cạo một mảng tóc trên đầu nạn nhân, để lộ ra và chỉ cho Hồ Chí Minh nhìn thấy mấy nét xăm da mà chính Tạ Đình Đề cũng không biết là hình gì, chữ gì. Hồ Chí Minh siết chặt tay Tạ Đình Đề rồi ôm chặt lấy gã ta mà hôn, hôn bên này, hôn bên kia theo kiểu cộng sản. Xong nói với mọi người có mặt xung quanh, Tạ Đình Đề đã cứu sống bác. Lời bác là chân lý, mọi người đều tin theo. Tuy nhiên bác hiểu tâm lý mọi người muốn biết rõ hơn nên Hồ Chí Minh giải thích. Anh Đề đã có báo cáo cho bác biết trước, báo cáo hiện lưu trong hồ sơ mật trong phòng làm việc của bác, để bác tóm tắt câu chuyện như sau. Vì cùng học chung một khóa, cùng sinh hoạt chung gồm cả bơi lội và vì đàn bà con gái phải mặc đồ tắm theo lối Âu Mỹ,
nên anh đệ đã nhìn thấy vết chạm trên háng người nữ điệp viên CIA này. Đồng thời vì phải thực tập quan sát nhận xét tỉ mỉ, nên anh đệ đã để ý nhận thấy có cả một tuần cô ta tắm mà không để ướt đầu, có khi ngứa không chịu nổi đành phải đưa tay lên gãi. Nên anh đệ biết là có một sự rách tấy trên lớp da đầu. Đến khi học về phương thức thông tin thị hiệu, gồm có cả những dấu hiệu kín đáo tạo ra ngay trên cơ thể của mình, thì anh đệ mới tin chắc cô ta đã xâm gia. Đối phương thay tên đổi tuổi, ngụy tạo lý lịch, ngoại hình, nên anh đệ không biết trước kẻ thù là ai, làm gì ở đâu. Nhưng nhờ đã ở chung với nhau nhiều năm trong trường huấn luyện và nhờ kiến thức, kinh nghiệm cũng như linh tính, nhất là nhờ lòng yêu nước, nhờ tình đồng chí, anh đệ đã nhận ra được kẻ thù ngay khi cô ta vừa mới xuất hiện trên sân khấu. Nếu không thì với vũ khí ấy, với tài bắn súng của một điệp viên CIA, kẻ thù chắc hẳn đã hại được bác rồi. Tất cả tranh nhau ôm hôn Hồ Chí Minh để mừng bác thoát chết, rồi ôm hôn tại đền đệ để cảm ơn vị cố tinh đã cứu mạng cho lãnh tụ vô vàn kính yêu của mình. Thế là tại đền đệ đã trở thành anh hùng cứu bác, mà cứu bác thì tức là cứu đảng cứu nước. Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nhân danh nhà nước trao tặng Tạ Đình Đề một chiếc xe mô tô. Thuở ấy chỉ có được một chiếc xe đạp đã là dấu hiệu của sự cao sang, ăn nên làm ra. Xe mô tô rất hiếm có ở Hà Nội. Quả lại các người có nó cũng ít khi dùng vì phải tiết kiệm xăng dầu và để tỏ ra là mình bình dân không dùng xe sang. Đến khi đã có xe mô tô rồi thì Tạ Đình Đề, một nhân vật ngoại hạng đã sử dụng nó khá thường xuyên. Đến nỗi hãy thấy có người cưỡi xe mô tô, thậm chí chỉ mới nghe tiếng máy xe mô tô, là người dân ở Hà Nội đã đinh ninh rằng đó là Tạ Đình Đề. Một hôm nọ, Tạ Đình Đề cưỡi xe mô tô chạy trên một con đường hẹp có trồng cây cao bóng rộp che mát mái nhà hai bên. Thực thì đồng bào nghe tiếng máy xe mô tô hoặc xe ô tô là ai nấy đều tránh sát bên lề, nên Tạ Đình Đề chạy xe khá nhanh, hướng phía đường lớn phóng ra. Rủi thay lần ấy ngẫu nhiên có một chiếc xe ô tô bộ đội chạy từ đường lớn rẽ vào, mà cũng chạy nhanh nên vừa vào xong thì hai xe ấy gặp nhau. Tiếng thắng rít lên và tiếng kim loại đâm sầm vào nhau, khiến cho mọi người ở gần đấy đều thất thanh kêu lên: "Trời ơi, anh đệ!" Đồng bào từ hai bên đường ào ra, ai nấy đều lo cho tính mạng của gã ta, nhưng chiếc xe mô tô thì bị ô tô cán dẹp, mà Tạ Đình Đề thì không thấy đâu. Đợi cho dân chúng dòm dưới gầm xe ô tô nhấn nhác nhìn quanh một lát xong, Tạ Đình Đề mới cười to và từ trên một nhánh cây nhảy xuống hoàn toàn bình yên. Gã ta liền được mọi người ôm hôn, vừa mừng thoát nạn vừa khen không tiếc lời. Ngày 2 tháng 9 năm 1969, Hồ Chí Minh về với cụ Các Mác và bác Lenin. Tạ Đình Đề mất chỗ dựa, bèn được bố trí cho làm cục phó cục đường sắt, đặc trách thể dục thể thao. Xong nhiệm vụ và quyền hạn của mình, Tạ Đình Đề thu nạp một số thanh niên vào làm nhân viên đường sắt, mà thực tế là để tăng cường cầu thủ và nâng cao tài nghệ của đội bóng đá trung ương. Chiếm nhiều giải nhất được xếp vào hàng đội A toàn quốc, chứ không phục vụ công tác chuyên môn của ngành hỏa xa. Xen lẫn trong số cầu thủ ấy có một số có lý lịch lem nhem, nên Tạ Đình Đề bị phê bình nhiều lần. Năm 1972, tình hình có thay đổi lớn. Biến cố quan trọng hàng đầu là Tổng thống Hoa Kỳ Nixon qua Bắc Kinh thăm Mao Trạch Đông, mở đầu một giai đoạn mới trong bang giao Mỹ-Hoa. Hoa Cộng đã sắp đến gần Hoa Kỳ. Mỹ-Hoa có nhiều chương trình kế hoạch. Ngoài những vấn đề công khai, hẳn còn có những bí mật. Hai bên hợp tác với nhau rõ ràng có hại cho Cộng sản Việt Nam. Bên Hoa Lục đã có điệp viên CIA Giang Thanh cầm nắm họ Mao, còn tại Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thì sao? Thế là chiếu theo kiến nghị của nhân dân, cán bộ công nhân viên chức và bộ đội, Tạ Đình Đề bị đưa ra trước tòa án nhân dân vì phạm các tội sau đây: phá hoại tài sản nhân dân, không chịu bảo quản tài sản công cộng, làm hỏng chiếc xe mô tô của nhà nước và nhân dân, xúc phạm danh dự uy tín của các ủy viên lãnh đạo đảng cấp trung ương, lạm dụng chức quyền, dung nạp các phần tử bất hảo thuộc thành phần có thân nhân di cư vào Nam, có liên hệ với một số công chức sĩ quan cao cấp tại miền Nam, có người thân can tội bao che cho việc kích ngụy và giặc lái Mỹ bị ta bắn rơi.
làm gián điệp cho CIA mà không khai báo đầy đủ với cơ quan chuyên trách thủ quan. Bằng chứng là quầy mặt đối nội trước khi giả vờ khuất phục và cộng tác với Hồ Chí Minh, Tạ Đình Đề đã gây ra vô vàn tội ác đối với đảng, phá hoại cơ sở, sát hại đảng viên trong một thời gian khá lâu từ vùng biên giới đến vùng ven đô Hà Nội. Quầy mặt đối ngoại đã lợi dụng vai trò gọi là trung lập của Hồ Chí Minh giữa hai thế lực Hoa Cộng và Liên Xô để thu thập tin tức về nội bộ của hai đảng Cộng sản anh em, hầu cung cấp cho CIA. Buổi sáng hôm đó, thay vì tuân hành mật lệnh của các cấp ủy, đến dự phiên tòa để phát biểu và hô khẩu hiệu đòi hỏi nghiêm trị Tạ Đình Đề, tối đa là án tử hình, thì đám đông người thuộc các tầng lớp dân chúng thủ đô Hà Nội và từ các tỉnh lân cận kéo về đã đến tụ tập đầy ngạt từ trong tòa án ra các ngã đường xung quanh từ khi trời chưa rạng sáng, với bộ mặt u sầu như khi đi dự đám tang. Mặc kệ, cơ quan tư pháp vẫn mở phiên tòa, đồng bào có mặt lúc đầu xôn xao bàn tán, từng nhóm từng nơi, về sau đồng loạt công khai chỉ trích, lớn tiếng phản đối những lời buộc tội của cán bộ công tố, được máy phóng thanh phát ra khắp các phố phường, bất chấp mọi sự hù dọa của công an sát khí đằng đằng. Đến khi Tạ Đình Đề được phép lên tiếng trước tòa, mọi người không ai chủ ai đều lặng yên hồi hộp lắng nghe. Nếu Hồ Chủ tịch vô vàn kính yêu của chúng ta mà vẫn còn sống, thì hẳn là tôi không bị đem ra hành tội nhục nhã như thế này. Đó là câu nói duy nhất của Tạ Đình Đề trong phiên tòa ấy, mà giọng nói của gã ta thì hầu như số đông đã quen thuộc, nên nhận ra ngay. Không những nhận ra tiếng nói mà còn nhận ra con người, một nhân vật vừa dân tộc, khoa học, đại chúng, vừa cổ tích dân gian, một hình ảnh gợi nhớ đến Hồ Chí Minh mà hồi đó đa số người dân miền Bắc còn bị bưng bít, nên xem như thần thánh, thân thương như cha già. Tự nhiên tưởng như do một mệnh lệnh và một quyền lực thiêng liêng sai khiến, mọi người có mặt đều khóc òa lên, rồi cùng nhau hô to khẩu hiệu, đã đảo tòa án, la hét vang trời, đẩy nhau xông vào trụ sở pháp đình. Những người đã vào sẵn trong đó rồi thì vội nhảy đến công kênh Tạ Đình Đề lên vai, đập phá bàn ghế tấn công các thẩm phán hữu quan, khiến các tên này phải lủi ngã sau. Cuối cùng công an dùng loa phóng thanh tuyên bố tòa án đình sự và giải tán đồng bào. Sau đó không còn nghe ai đã động gì đến việc xử tội Tạ Đình Đề. Tôi đã nghe được nhiều lần cả cán bộ cộng sản tại chức lẫn bị bắt vì tội phản động kinh tế tham ô, cũng như thường dân bị bắt vì xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa, hối lộ, vượt biển vân vân, bị giam chung buồng với tôi tại Thanh Liệt Hà Nội, Kho Đạn Chợ Cồn Đà Nẵng, Hội An, An Điểm, Đồng Mộ, Tiên Lãnh, Hòa Sơn, Quảng Nam, vân vân, kể về Tạ Đình Đề. Chuyện của mỗi người có những chi tiết khác nhau, nhưng tụ trung các điểm chính yếu đều y như trên. Có lần tại trại Hòa Sơn, một trại quy mô mới lập ở gần Đà Nẵng, tôi nghe một số cụ cán bộ Việt Cộng tranh luận với nhau về câu chuyện này. Một gã cao niên nói rằng hồi xưa quả có một người tên Tạ Đình Đề, đã được Hồ Chí Minh nhờ cơ quan OSS, tiền thân của cơ quan CIA, huấn luyện dùng về tình báo, nhưng về sau chỉ hoạt động trong khuôn phép chứ không ngang tàng như trên. Có người hỏi lại về người vừa mới phát biểu, thì biết gã ấy đã rời hàng ngũ Việt Minh từ trước 54, không biết những gì xảy ra về sau. Lại cũng có người nói là có biết một bảo vệ viên thân tín của Hồ Chí Minh, về sau là Tổng cục Phó Tổng cục Thể dục Thể thao, có những đặc tính giống giống nhân vật mà người ta truyền tụng, nhưng tên là Tạ Quang Chiến, liên can trong vụ thủ tiêu Nguyễn Thị Xuân, vợ hờ của Hồ Chí Minh, chứ không phải là Tạ Đình Đề. Phải chăng ngoài bọn kháng chiến thành công còn có thêm một tay hậu cận khác, ngoài Tạ Đình Đề, hay là Chiến cũng là Đề? Xong, nhiều ngày bàn cãi, cả bọn đồng ý với nhau rằng sự tích Tạ Đình Đề có ngụ ý là với truyền thống ấy, các lớp đàn em của họ Tạ, tức CIA sau này, dù có tài giỏi bao nhiêu đi nữa thì rồi cũng phải quy phục các thế hệ con cháu của họ Hồ mà thôi. Tuy nhiên, sau đó có một kẻ trong bọn đã nói riêng vào tai tôi. Nếu tính đơn giản thì Tổng thống Mỹ là cấp 1, Hội đồng An ninh Tình báo Quốc gia là cấp 2, Giám đốc CIA là cấp 3.
trưởng vụ điệp báo hoặc trưởng vùng tình báo Đông Nam Á là cấp 4, trưởng lưới của Tạ Đình Đề là cấp 5. Vậy thì Đề có cao lắm cũng chỉ là cấp 6 mà thôi. Thế mà phải cần đến Hồ Chí Minh là cấp 1 của Việt Nam mới đối phó nổi với một phần tử cấp 6 của Hoa Kỳ. Trong lúc Việt Nam thì không có ai tài cán bằng Hồ Chí Minh, và CIA thì lớn mạnh hơn, cầm nắm tình hình thế giới ngày càng chặt chẽ hơn. Tôi phải giữ kẻ nên chỉ giả vờ tò mò hỏi xem hiện nay Tạ Đình Đề ở đâu, làm gì, ra sao, vân vân. Thì có vài người tất nhiên thuộc giới cộng sản thanh niên nói là nghe đâu gã ta đã được đưa qua Liên Xô sau cuộc xử án bất thành. Lâu lâu các cán bộ Việt Cộng bị cải tạo, nói trên lại suy đoán với nhau về những nhân vật có một cuộc đời hai mặt. Tỷ dụ, Đại tá Lê Minh Quốc đã chết mất xác trên chiến trường miền Nam, mà rồi sau đó lại trở thành một trung tướng không quân Liên Xô trong phái đoàn Liên Xô đến Hà Nội đầu năm 82. Đại tá Nguyễn Quốc Chí đã là liệt sĩ rồi mà sau đó lại trở thành chính ủy Hoa Cộng, giật dây hoàng văn hoang trong cái gọi là Đảng Cộng sản Hồ Chí Minh và chính phủ lâm thời dân tộc Liên hiệp Việt Nam, lưu vong tại Bắc Kinh sau biến cố 1979. Riêng tôi nhận ra một điều vô cùng quan trọng và đầy phấn khởi trong câu chuyện Tạ Đình Đề. Họ Tạ do chính Hồ Chí Minh và các ủy viên trung ương đảng kể lại, có tiết lộ là CIA đã đào tạo được trong khóa ấy cả thảy 4 điệp viên, trừ Giang Thanh của Trung Hoa ra. Còn lại 3 người đều được giao phó nhiệm vụ nhắm vào Việt Nam. Cô nữ diễn viên sân khấu đã bị Tạ Đình Đề bắn hạ rồi. Tạ Đình Đề thì hiện đã qua Liên Xô. Vậy người thứ ba, điệp viên CIA mà Tạ Đình Đề nói là nhiệm vụ mai phục trường kỳ, ở lâu đi sâu trèo cao trong trung ương đảng, hẳn là tài giỏi hơn Tạ Đình Đề, vì mãi đến nay vẫn chưa bại lộ hiện đang làm gì, ở cương vị nào, và đến bao giờ thì chúng ta mới biết được những thành quả của sứ mệnh bí mật của tay gián điệp kỳ tài kia. Tác giả Lê Xuân Nhuận. Xin cảm ơn tác giả và cảm ơn bà con mình đã lắng nghe.